Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review ELASTEN Collagen Germany hộp 7 ống X 25ml giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Công dụng: kích thích sản sinh collagen tự nhiên cho cơ thể, hỗ trợ giúp da tăng cường độ ẩm, độ đàn hồi, giúp làn da sáng mịn và đẩy lùi quá trình lão hóa da. Các thành phần vitamin C, E, biotin và kẽm có tác dụng tăng sức đề kháng, làm sáng, mịn da, chống viêm, giảm sưng tấy. Ngăn ngừa tình trạng mụn, giảm các vết thâm, giúp tóc và móng khỏe hơn. Elastin đã được chứng minh có hiệu quả trên toàn cơ thể. Cách dùng, dùng một ống elastin mỗi ngày trong hoặc sau ăn sáng bởi ngoài collagen peptide còn có các vitamin. Khoáng chất như vitamin C, E, biotin, kẽm sẽ được dung nạp và chuyển hóa rất tốt vào thời điểm này. Ản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng và cho thấy kết quả đầu tiên sau 4 tuần và kết quả tốt nhất sẽ thấy sau 3 tháng sử dụng. Elastin khuyến khích chị nên sử dụng thường xuyên sử dụng lâu dài để để luôn giữ được hiệu quả lâu dài bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.